Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Bonsai tự nhiên của mình. Lại là mình đây các bạn ơi. Chúc anh em một ngày mới tràn đầy năng lượng và sức khỏe nha. Hôm nay mình sẽ quay lại với việc là chia sẻ với anh em là kinh nghiệm vợ trồng cái phôi hải châu mà mùa nắng này nha các bạn. Mùa nắng mà trào nam đây. Mình sẽ chia sẻ anh em hết luôn. Đây các bạn, đây là dùng phôi của mình là mình trồng được rồi nè. Cái này má cây mini trồng được trước trước không? Má cây mini thì nó mau có bông trái lắm các bạn. Đây nè. Đây. Trồng chưa được năm mà đột nó già là nó vẫn ra bông ra trái nha các bạn. Không có bao phân luôn á. Mấy cây mini, mấy cái ấy, mình trồng mình không có chăm sóc kỹ lắm. Để mình quay hết cái vườn mình sẽ cho các bạn coi. Đây là phôi mới trồng các bạn. Phôi mới á, còn cây cây mà trồng lâu mà lên đỡ mà làm cây làm cành cần là mình lên đun mình đỡ mà chậu ngoài kia rồi các bạn. Này mình sẽ quay hết mấy cái phôi mình mới trồng cho các bạn coi. Đây mấy cái mini nhỏ nó cũng ra bông đó các bạn. Này dòng hải châu Bình Định nha các bạn ơi. Mùa này các bạn trồng phôi á, thứ nhất là mình các bạn lưu ý ha. Mùa nào cũng vậy, cây phôi của mình là lúc nào cũng phải dăm ủ này. Phôi của mình là mình đã xử lý rỡ hết, xử lý mặt cắt nó ngọt hết ha. Dăm ủ ha. Cái này ra lớn này các bạn. Nó lớn muốn ghép ra nhỏ cũng được ha. Đây, ra nhỏ này. Cái kia là lớn. Là mình phải dăm ủ nha, dăm ủ. Mình thì thường thì mình dăm ủ tới 15 ngày các bạn. 15 ngày thì cây phôi mà nó đã ra rỡ, bén rỡ trắng luôn rồi các bạn ơi. Đó. 15 ngày là rỡ nó đã bén rỡ trắng luôn rồi. Mình bảo đảm chắc chắn như các bạn. Cây nào mà nhiều rỡ thì nó dễ bén rỡ trắng, xì mệt cách. Mà còn cây nào mà ít rỡ mà mệt cách bự thì nó chỉ xì mệt cách thôi nha, nó không có bén rỡ trắng nha. Đó. Khi đó là các bạn sẽ đem đi trồng ha. Khi đó là các bạn sẽ đem đi trồng nha. Các bạn đem đi trồng để mà cây phôi nó dở sống hơn nha. Khi đó nó đã bén rỡ mà nó xì mệt cắt rồi nó giảm cái nguy cơ mà nó thúi những cái rỡ mệt cắt lớn nha bạn. Khi mình trồng thì mấy cái mệt lớn là nó không có bung rỡ đâu các bạn. Nó bung rỡ từ cái những cái rỡ nhỏ các bạn, rỡ li ti. Nên là cái mấy lớn là mình ủ là chi là đỡ nó xì nhựa lên rồi nó bảo vệ cái mệt cắt lớn là nó không bị thúi nha. Nó mấy cây mình trồng lâu rồi mình đỡ quay kìa. Giờ mình sẽ quay mấy cây phôi mình mới thôi. Đó. Khi đó các bạn sẽ trồng đem trồng và cái chất trồng là sao? Mùa này nắng nóng này là mình trồng sẽ là 8 đến 90% là cát, chỉ có 10% với 20% là sơ dừa thôi nha, sơ dừa ít lại. Rồi nó giảm thiểu cái độ chua của cái cây nha các bạn. Mùa này nắng nóng là trồng nhiều sơ dừa là nó dễ bị chua là làm cái thúi cái coi đi nha các bạn, rất là dễ bị thúi rỡ nha. Cát thì nó sẽ rút nước nhanh ha, nên là các bạn chịu khó tưới nước nhiều ha. Với lại trời nam là các bạn trồng thì các bạn chịu khó là quấn quải vanh coi nha các bạn. Các bạn kiếm những cái vải bỏ là mình quấn quanh thân ra này. Đây cây cao mình cũng quấn hết ha. Quấn hết để cho mà nó giữ ẩm cái thân cho nó mau bung mầm bung chồi nha các bạn. Mùa mưa thì các bạn cũng không cần đâu. Mùa mưa thì không nói rồi, mùa lạnh thì các bạn phải tủ bao ni lông thôi. Mình thì không có, mùa nắng này mình không có tủ đâu, mình trồng không nhẹ, mình chỉ quấn quải quanh thân và mình giữ ẩm cái cây thôi. Còn sơ dừa thì mình trồng mình giảm với sơ dừa lại 10 đến 20% sơ dừa thôi, còn nhiều là cát xây dựng hết nha. Chứ mình không có trồng nhiều cát sơ dừa các bạn. Đây là phần bữa mình mới lấy ha. Đó, để giảm thiểu mà cái độ cái chua của cái đất nha các bạn, chua của cái cát nha. À, các bạn lưu ý giúp mình này, bất cứ mùa nào thì cái cây của mình cũng đem mình ủ hết. Đây là viên cái giường của mình này. Cây mà giờ đến độ mà làm cây làm cành rất là nhiều luôn. Mà cái này mình bán cho khách rồi này. Mà khách dịch nó còn gỡ lại giùm mình nữa các bạn ơi. Mà cái này toàn bộ hai châu lá nhỏ này, mấy cái này mình mới vô phân nè các bạn. Cái này nó lên cái nhánh đầu con đũa rồi này, mà cái thân nó bự quá nên là mình chưa có làm tay luôn các bạn. Mình đỡ cho nó cái tay cành nó bự thêm một tí nữa ha. Lên cái con chó con cái rồi mình sẽ làm tay cho nó nha. Này là hai châu lá nhỏ các bạn, nó sung là nó ra lá rất là bự luôn.
Toàn bộ hai châu lá nhỏ hết nha. Mình chỉ xài một tí phân thôi, cái phân mà mình được rồi, hôm qua mình đã có chia sẻ video trước thôi. Một tí phân đó thôi là nó sẽ bung rất là mạnh luôn các bạn coi này. Được rồi, mình mới bỏ phân này, đó. Rất là mạnh luôn các bạn. Cái này mình cho cầm rừng nó lên thẳng nè. Đây. Chỉ cần một những cái coi như thế này này, mình mới vừa quấn tay xong là mình sẽ bỏ phân nha. Đó. Mình bỏ phân cho nó bung cho nó mạnh cái tay cành chồi lên nha các bạn. Cái phân thì mình hay xài là cái phân M40 TE nha các bạn. NPK M40 TE nha. MicroStar. Những coi như này này, coi những coi mà mình bỏ quấn tay là mình sẽ vô phân hết ha, cho nó bung nó mạnh nha các bạn. Cái này đã được làm tay, có thể là làm tay cái lần hai rồi này, nhưng mà nó kẹt trong đây là mình đỡ luôn. Những coi này nó dăng nắng nhiều là nó, các bạn coi lá tay lá này, lá rất là nhỏ luôn, càng ngày lá nó càng kình lại nha các bạn. Hải Châu rồi các bạn cứ phơi nắng đi, coi sống rồi cứ phơi nắng đi, không có ngại ngùng gì hết đi, không cần phải đỡ trong mắt đâu các bạn. Cây mà nó càng nắng càng dữ thì nó lại càng đậu trái, mà nó tới mùa bông mùa trái nó càng đậu nhiều và lá nó lại nhỏ lại nha các bạn, nó cua lá lại nha. Các bạn đừng có sợ mà bỏ trong mát gì hết. Hải Châu thì bỏ quỳnh nắng là nó mới 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 thích hợp cho nó nha các bạn. Dòng nó là dòng dòng ưa nắng mà, dòng cây kèn mà, nên các bạn không phải sợ đâu, cứ quỳnh nắng bỏ đi ha, không sao hết. Coi mà tới độ đậu trái đậu bông mà đừng có đỡ trong mắt chứ, bỏ quỳnh nắng đó. Rồi là mùa bông mùa trái thì các bạn đừng có mà tưới tưới nước lên cái nhụy nó là nó giảm cái tỷ lệ đậu trái đi nha. Cái này chim nó ăn ruột các bạn, hải châu và trái ăn được mà. Đó, đây mấy hộp hai châu hộp nhỏ đâu bạn. Cái này đem đi ươm được nè. Này nó ra tới mấy đợt bông rồi các bạn. Vừa mình mới làm tay lại giờ ra tiếp tục bông nữa nè. Bông búp ra nó liên tục nè các bạn ơi. Giờ mình có vô phân á. Cái này mình cũng bán cho khách rồi mà nó họ gửi lại giường mình nè. Tại dịch quá không có gửi được đi các bạn ơi. Mình quay mình chia sẻ hết cho các bạn hết. Cái gì mình biết là mình chia sẻ hết. Cái này là cây mình làm tay mà mình vô phân nè. Các bạn thấy nó nứt đã không? Cây nhiệt quế đây cũng vậy nè. Nói chung là mấy cây mà mình mới làm tay là mình đều vô phân cho nó cho nó bung cho nó lên tược cho nó nhanh nha các bạn. Đó, chỉ cần phân thôi. Rất là dữ luôn. Các bạn thấy không? Bung mừng mớn luôn các bạn này. Còn các bạn nào mà cần phân thì cứ liên hệ với mình nha. Đó, cứ liên hệ với mình đi, mình có thể chỉ chỗ cho các bạn mua thôi. Mấy cửa hàng vật tư nông nghiệp á, miền Trung là mình có thể chỉ chỗ cho các bạn mua nha các bạn ơi. Còn vì miền Bắc miền Nam thì mình không rành lắm, chứ mà miền Trung thì các bạn cứ liên hệ với mình nha. Đây là những cái cây phôi mình mới trồng hết các bạn, để mình quay mình chia sẻ cho các bạn coi nha. Mấy cái này mấy cây được rồi mới làm tay giờ bắt đầu nó bung bung mầm nè các bạn ơi. Nói chung thì mấy cây này mình làm thì các bạn làm tay làm cành thì các bạn nhớ vô phân thôi. Còn mùa này thì trồng phôi thì nhớ tủ vải và dăm ủ nha. Mùa nào cũng phải dăm ủ nhưng mà mùa này thì nhất thiết là các bạn phải tủ thêm vải cho nó nha. Giữ ẩm mấy thân nè, khi nó nứt rồi nó mạnh rồi các bạn có thể bỏ xuống cho nó nứt nha các bạn ơi. Chứ không mà tủ vải thì nó mùa này trời Nam với nắng nóng là nó khô thân rồi các bạn. Thứ nhất là tủ vải, thứ hai là cái tỷ lệ mà mình trồng cát với sơ dừa. Mình giảm lại cái sơ dừa lại nha, cho nó khỏi thúi và úng cái nước đi các bạn ơi. Mấy cành này thì mình làm tay một lần rồi mình đỡ này. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Còn bạn nào mà trồng phôi không được thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo của mình nha. 0399 300019. Mình sẵn sàng là lúc nào mình cũng rep và trả lời tin nhắn của anh em hết. Anh em họ hỏi nhiều thì mình nói chung là ai có rep tới inbox của mình là mình đều trả lời hết nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Thời gian qua đã theo dõi kênh của mình nha các bạn ơi. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha.